Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc Có vẻ như là chúng ta đã khá quen thuộc về những em VivoBook S14 tầm giá cỡ khoảng tầm 24-25 triệu Một số em cao hơn một chút, mức giá của nó cỡ khoảng tầm là 27 triệu Nhưng với em VivoBook S14 mình đang có đấy, mức giá của nó đã chạm ngưỡng là 34 triệu Vậy điều gì đã khiến em này mức giá của nó cao hơn nếu mà so sánh lại những người anh em của mình có phải vì em này chúng ta sẽ sở hữu một mức cấu hình nó tốt hơn không? Ví dụ như kiểu là RAM 32GB mặc định này Sau đó các bạn sẽ có SD đó chính là 1T nhưng theo mình nghĩ một trong những nguyên nhân chính đó chính là việc em này sở hữu một con chip nó tương đối khỏe nhá. Cụ thể các bạn sẽ có đây đó chính là AMD Ryzen AI 9HX 370, một cái con chip mà chúng ta sẽ có phần NPU tương đối ok luôn khi mà nó đạt đến 50 top và nếu mà so sánh lại những con chip khác ví dụ như co Ultra 9 nhà hạn nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn. hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn các bạn về em Viewbook S14, mức giá của nó cũng khoảng là 34 củ như này. Nó có điều gì hấp dẫn? Chúng ta hãy cùng nó xem nhá. Để mở kể ra thì tầm 27 củ các bạn sẽ có một em Viewbook S14 sở hữu con chip đó chỉ là Core Ultra 7 155H và 16GB RAM cũng như là 512GB SSD. Còn với em Viewbook S14 mình đang có đây nó sẽ sở hữu con chip đó chỉ là Ryzen AI 9HX 370 và hiệu suất ý, dĩ nhiên cao hơn đáng kể nếu mà so sánh với em đó chỉ là Core Ultra 7 rồi. Khi mà đây mình tham khảo một số trang ví dụ như Nano Review chẳng hạn, họ đều đánh giá em đó chỉ Ryzen AI 9HX này rất là cao. Cụ thể là với em AMD này, các bạn sẽ sản xuất trên cái tiến trình đó 4 nanomet xịn sò hơn đáng kể nếu mà so sánh với tiến trình của em kia là 7 nanomet. Tiếp theo các bạn sẽ có những phần điểm số như Cinebench R23 này, những điểm số Geekbench 6 ấy nó đều nhỉnh hơn đáng kể, thậm chí lên đến cỡ khoảng tầm 20% nếu mà so sánh là có Ultra 7. Chưa cả những yếu tố khác ví dụ như các đồ họa onboard GPU AMD Radeon 890M cũng tương đối khỏe. Thế nên để nói về những yếu tố các bạn có một chip khỏe hơn, các bạn có RAM cũng như SD gấp đôi ấy, Vậy nên con này nó đạt đến ngưỡng 34 củ cũng là một điều dễ hiểu Và mình cũng đã test qua một số app ví dụ như mươi 2024 chẳng hạn Thì điểm đơn nhân của mình đạt là 115 điểm và điểm đa nhân đạt là 1062 điểm Với phần mềm PC Mark 10 ấy, thì điểm số đạt được đó chỉ là 7529 điểm còn với phần đó chỉ là Geekbench AI nhá mình có test ở phần Cebu thì điểm số lần lượt đó chính là 2840, 861 cũng như là 4967. Còn nếu mình test ở phần Direct ML ấy, thì điểm số nó sẽ cao hơn nhá. Cụ thể đây đó chính là 8711, 12754 cũng như là 6165. Và để mà kể ra với những tác vụ bình thường, ví dụ chẳng hạn công việc của mình đó chính là edit video và Premiere thì mình thấy rằng em này mình xử lý các file 4K nhá, mình review sau đó mình cắt bình chỉnh các thứ ấy, nó vẫn hoạt động khá là ok luôn. Còn bạn nào quan tâm đến cái file Excel nặng Ví dụ như ở bạn làm việc với Word Excel chẳng hạn Thì em này mình có mở một cái file 100 m Cụ thể là file Excel một triệu dòng ấy Thì khi mình kéo lên kéo xuống ấy Nó cũng không hề có hiện tượng đó cho giật lát Những thao tác của mình rất là ổn với em này ngoài ra ở trong chiếc vivo s 14 này chúng ta cũng sẽ có những phần mềm mình thấy rằng mọi người tương đối ít nhắc đến mặc dù trong những cái web giới thiệu của Asus ấy, họ cũng sẽ có nhắc đến cái phần mềm này đó thì là Story Queue và cơ bản cái phần mềm Story Q này nó sẽ là một cái app tổng hợp lại tất cả những nguồn ảnh ở trong máy của chúng ta hay là từ cloud cũng được luôn và từ những cái kho ảnh đó nó sẽ tổng hợp lại sau so phân loại ảnh theo thứ tự ví dụ như thời gian bối cảnh khung cảnh đũa kiểu và cơ bản với cái Story Queue này nó sẽ sử dụng AI để giúp chúng ta thể dễ dàng phân loại cũng như là tìm lại Ngoài ra với em này thì AI nó cũng sẽ nhận diện khi nào bạn có mặt ở đó để tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp nhất với mắt chúng ta Tất nhiên với những em laptop bây giờ chúng ta không thể nào bỏ qua một cái phím đó chính là phím Copilot Và cơ bản đây sẽ là một cái phím chức năng giúp bạn thể sử dụng AI một cách vô cùng đơn giản nhé Các bạn gặp bất kỳ một cái gì thắc mắc chúng ta bấm cái phím Copilot chúng ta hỏi con Copilot vậy là ok hoặc các bạn có một cái ý tưởng hình ảnh gì đó các bạn gõ ra nhờ con Co-Pilot vẽ thì nó cũng sẽ ổn hơn rất là nhiều nếu mà so sánh là tự đi tìm những công cụ bình thường tất nhiên nếu bạn đã quan tâm đến khả năng chơi game ấy thì đã test nhanh về tự game mình thích đó là C2 ở đây và mình rằng với cả 890M nhá chúng ta sẽ chơi ở mức đó chính là 40 đến 50 fps khi này ấy, em nó sẽ ăn cỡ khoảng tầm là 35 w điện ở phần GPU và các bạn, cấu hình của em Viewbook mình đang có đây, mã của nó đó là S5406. Nó sẽ mạnh hơn đáng kể nếu mà so sánh với những em khác từ phần cấu hình con chip cho đến những cái thông số RAM LED chẳng hạn. Và những cái yếu tố này ấy, thì nó vẫn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái phần đó là trọng lượng cũng như là thiết kế của máy nhá. Khi mà đây em nó vẫn cực kỳ nhẹ và có thể cầm một tay luôn. Và trọng lượng này vẫn sẽ chỉ là 1,3 kg và cái phần mỏng nhất ấy, nó vẫn sẽ chỉ là 1,39 cm mà thôi. Và nói thật các bạn nhé, nếu mà chúng ta chỉ nhìn bề ngoài các bạn không thể nào phân biệt giữa cái phiên bản chạy con chip Ryzen này cũng như là phiên bản chạy con chip Core Ultra và bắt buộc chúng ta phải nhìn ở phía bên góc. Các bạn sẽ có một cái tem đó chính là AMD Ryzen AI 9HX. Dĩ nhiên với em Viewbook M4 này chúng ta vẫn sẽ có lớp vỏ bên ngoài nhá, được làm bằng kim loại cũng như là việc bản lề có thể gặp đến tối đa 180 độ và em này chúng ta vẫn sẽ đạt chuẩn quân đội đó chính là STD 810H đảm bảo những yếu tố cho nó hoạt động trong những điều kiện có thể gọi là chống sốc, gió chống va đập các thứ vân vân. Tất nhiên với em này các cổng kết nối vẫn sẽ được giữ nguyên không hề bị cắt bỏ đi một cái cổng nào nhá. Cụ thể ở đây chúng ta vẫn sẽ có những yếu tố ví dụ như rắc 3.5 mm này, sau đó một khe cắm thể nhớ micro SD, một cổng USB 4, một cổng USB 3.2 Gen 1 cũng như là một cổng HDMI 2.1. Còn ở phía cạnh bên phải các bạn sẽ có hai cổng USB A 3.2 Gen 1. Thiết kế vỏ nhôm cũng là một yếu tố giúp em này tản nhiệt tốt hơn nhưng mà khả năng tản nhiệt của em này khá là ok đến từ một phần nữa đó chính là nó sẽ có hai quạt bên trong và mình đã test rồi với những tác vụ dù nặng ví dụ như mình mở mình edit premiere chẳng hạn thì độ ồn của nó đo được cũng sẽ chỉ là 42 mươi hai nghe khi ngồi gần đo ở ngay cái khu vực đó chỉ ở trước cái phần tắt bát các bạn ạ đây có thể còn mức tương đối là êm ở trong điều kiện nhiệt độ phòng cũng như là điều kiện môi trường bình thường với những em viewbook s 14 ấy, từ trên này điểm mạnh vẫn luôn là phần màn hình OLED và dĩ nhiên với em viewbook S14 mã M5406 này cũng vậy đã khi mà đây chúng ta có màn hình OLED chất lượng cao Cụ thể các bạn sẽ có màn hình 3K 120 mảnh hỗ trợ đầy đủ HDR 100% giải màu DCI P3 và độ sáng đến 600 nit. Và nói thật với những bạn nào mà là fan của những tựa anime ví dụ là Kimetsu no Yaiba sau đó chú thuật hồ chí ấy, xem ở trên cái màn hình này với màu sắc của những bộ anime đó ấy, thực sự rất là đã luôn. Bởi vì sao mình cảm nhận được đó chính là khi mà xem những bộ phim ở trên này nó sẽ có sự đẩy tông màu nhất định thành ra nó nhịn mắt hơn nếu mà so sánh là bình thường đặc biệt vào những cái ác tối tối ví dụ như ở vô hạn thành ấy, lúc tất cả mọi người rơi xuống vô hạn thành ấy, những cái ánh đèn, những cái màu sắc màu da cam của khu vực xung quanh sói những con quỷ xuất hiện lên ấy, màu đèn cực kỳ sâu luôn. Về âm thanh thì chúng ta sẽ được tinh chỉnh bởi Harman Kardon và sẽ có nguyên logo Harman Kardon đấy luôn. Còn để cho bạn dễ dàng hình dung nhất về chất lượng âm thanh của em loa viewbook này ấy, thì mình sẽ cho bạn nghe thử. <laughs> Về bàn phím em Viewbook S14 M5406 này vẫn làm tương đối tốt nha. Chúng ta sẽ hoành chỉ phím đó chỉ là 1,7 mm. Cũng như là việc mặt phím sẽ lõm đó chỉ là 0,2 mm. Thế nên là cảm giác gõ làm này cũng tương đối thoải mái luôn. Các khoảng cách phím ấy, nó vừa đủ với những người tay to như mình cảm giác của nó cũng sẽ không bị chật quá. Nhưng dù sao thì em Viewbook này vẫn sẽ là một sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung Thế nên khi mà chúng ta gõ ở cái khu chính giữa ấy, Cảm giác nó vẫn sẽ có sự flex nhẹ nếu bạn gõ quá mạnh À mà với em Viewbook này chúng ta cũng sẽ có đèn nền RGB luôn, rất nhiều hướng. Nhưng lưu một chút đó trẻ các bạn phải chỉnh trong phần đó trẻ setting của Windows chứ không phải là chúng ta chỉnh ở trong phần app My Asus đâu. Một ưu điểm nữa đó chính là phần tắt bát ấy vẫn cực kỳ to mặc dù không được phủ kính. Tuy nhiên trải nghiệm vuốt sau đó chạm của em này mình thấy rằng cũng khá là ok rồi. Và quan trọng hết đó chính là với những thao tác mình chạm mình nhấn xuống ấy nó sẽ không có quá nhiều cái tiếng tạch tạch gây khó chịu. Một điều nữa đó chính là với em chuột trên chiếc Viewbook này chúng ta vẫn sẽ có một số thao tác thông minh khi bạn xem video chẳng hạn ví dụ tăng độ sáng, gió tăng âm thanh các thứ. Cuối cùng là về pin nhá thì mình thấy rằng em này nếu mà so sánh là Core Ultra 7 TDP của nó sẽ thấp hơn một chút cụ thể là từ 15 đến 84W và em này thì mới rằng ấy, nó sẽ có công nghệ sạc nhanh đó chỉ là 60% mươi 49 phút và viên pin đi kèm ở phía bên trong các bạn sẽ có dung lượng đó chỉ là 75W giờ nói thật với các bạn đó chỉ là mình chưa bao giờ mình dùng hết pin em này bởi vì cái thói quen của mình đó chỉ là hay ghim sạc nhưng hôm trước mình có test thử rồi đó chỉ là trong suốt cái quá trình buổi học của mình vào buổi chiều ấy cứ khoảng tầm 5 tiếng ấy thì em này vẫn ok nhá tập đó mình họp hơi lâu do là sắp tới sẽ chuẩn bị cho những đợt ra mắt iPhone và đó là tất cả những cái chia sẻ của mình về em viewbook này các bạn thấy sao khi mà đây chúng ta sẽ con chip nó tốt hơn cũng nhà SD các bạn sẽ có đến 1T và RAM ấy, thì chúng ta sẽ có 32GB có thể nói là thoải mái để bạn dùng trong một thời gian tương đối là dài và các bạn có bất kỳ một câu hỏi nữa và em này thì có thể comment xuống bên dưới nhá còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các lần sau nhấn like và subscribe của tôi không ngọng nha bye bye